Thưa quý vị, đã trở thành hoạt động thường niên. Năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức tiếp tục tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và đây cũng là năm thứ 9 công ty thực hiện chương trình ý nghĩa này. Trong hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức đã bố trí đội ngũ nhân viên hỗ trợ học sinh tại 30 điểm thi, gồm 20 điểm thi ở thành phố Cần Thơ, 7 điểm thi ở tỉnh Hậu Giang và 3 điểm thi ở tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, trong 4 ngày, công ty sẽ triển khai đặt bàn, dù phía trước các điểm thi để hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp, tặng miễn phí 500 cây viết và 600 chai nước suối cho học sinh tham gia dự thi tại mỗi điểm trường, hỗ trợ đưa rước thí sinh miễn phí, bố trí đội cứu hộ lưu động trực để sửa chữa khi có nhu cầu phát sinh, hỗ trợ đăng ký thi bằng lái A1 cho các thí sinh. Trong quá trình hỗ trợ để tiếp sức mùa thi cho học sinh sinh viên thì cửa hàng Hồng Đức cũng có hỗ trợ về mặt vật chất, là cũng như là hỗ trợ về những cái phương tiện đi lại đưa đón học sinh sinh viên. Trong quá trình di chuyển thì có những chuyện mà bất ngoại muốn xảy ra thì phát sinh do sự cố xe cộ thì cửa hàng Hồng Đức cũng bố trí một vài nhân sự về mặt sửa chữa lưu động, thì có nhân viên trực tiếp trên phần 24/24 đối với trong quá trình thi và trước quá trình đó thì cửa hàng cũng đang hỗ trợ nhân sự thì để phục vụ tốt nhất khách hàng, thì cái phần này thì cửa hàng sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, không có tính phí. Ngoài ra thì để đáp ứng được nhu cầu trong quá trình phát sinh vậy thì cửa hàng đối với học sinh sinh viên và đối với phụ huynh thì rất là yên tâm trong quá trình mà sử dụng những cái phần mà phương tiện mà có phát sinh gì đó. Ngoài ra thì cửa hàng Hồng Đức cũng có thể hỗ trợ lấy những đồ vật nhỏ bên ngoài từ phía phụ huynh để hỗ trợ về cho học sinh sinh viên trực tiếp, thì cửa hàng cũng có hỗ trợ bố trí cho nhân viên thì tiếp đón để củng cố những tinh thần cho học sinh sinh viên để bước vào phòng thi, để thực hiện cái tâm thế thật sự là vững chắc và yên tâm hơn. Về mặt hậu phương là có cửa hàng hỗ trợ cho một phần nào đó với học sinh sinh viên ạ. Sau khi kỳ thi trung học phổ thông kết thúc, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức sẽ trao tặng 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 150 bạn tân sinh viên có điểm thi cao nhất, với mong muốn khích lệ, động viên các em học sinh trên chặng đường đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học.